Xin chào tất cả các bác nhá. Hôm nay thì Thắng đang có mặt tại nhà của anh Xính. Và các bác biết rằng là ngôi nhà của anh Xính là một trong những ngôi nhà mà đầu tiên trên Hoang Mạc Đá Thắng xây dựng đó. Và qua kênh của em Phạm Dũng và em Phan Diễm đã tài trợ cho anh là 70 triệu làm nhà. Thì trong cái 70 triệu này thì các bác biết rằng là làm được nhà như nào và nó như ra làm sao thì tí nữa thì các bác sẽ biết được tiến độ làm nhà. Nhưng mà theo Thắng quan sát thì nhà đã lên rất là cao rồi, sắp sửa thu hồi rồi. Đấy, phải nói rằng là cái tốc độ làm nhà rất là bất ngờ. Có khả năng là cái chương trình mà để khánh thành ấy sẽ nó là sớm, rất là sớm. Đấy, lúc đầu thì anh em dự kiến là 2 tháng nhỉ. Vâng. Thế mà bây giờ anh em đã làm với cái tốc độ là quá là nhanh. Vâng. Nói rằng là tuyệt vời. Đấy là qua đây là phải nói là ghi nhận sự ấy của gia đình và anh công an viên đấy với cùng với cả đội thợ xây rất là nhanh chuyển vật liệu vào rồi là xây nhà, phải nói rằng là tuyệt vời để cho nhà có thể tiến hành khánh thành nó chắc là sớm hơn. Và cũng cảm ơn một bác nữa là bác cũng có gửi cho Tất Thắng là 3 triệu cho nhà anh Xính. Thì hôm nào đó thì cái xong cái 70 triệu là riêng nhà em Dũng, em Diễm đã làm nhà rồi. Thì xong cái 3 triệu đó thì của nhà anh Xính thì sẽ phụ giúp vào cái việc gì thì sau này Tất Thắng sẽ có thể giúp anh ấy làm bể hay làm cái gì đó. Trong cái 3 triệu thì sẽ công bố sau. Đấy. Đã có bác gửi 3 triệu. Đấy là không cái nhà mà chẳng hạn thiếu đâu thì em Dũng, em Diễm có nói rằng mấy Thắng là trong 70 triệu là đã làm nhà rồi. Đấy là mong các anh thông cảm. Đấy. Còn cái số tiền 3 triệu thì giúp được vào cái việc gì cho nhà anh Xính thì sau Thắng sẽ triển khai tiếp tục. Và nữa là hôm trước thì đã bàn giao cho cháu Tủa là bao nhiêu tiền rồi nhỉ? 20 triệu. 20 triệu nhà này rồi thì hôm nay tiếp tục Thắng bàn giao lại là cho cháu Tủa nữa là 30 triệu. Thế là Thắng chỉ còn giữ lại 20 triệu là cái tiền công thôi. Vâng. Công là có 18 triệu đúng không? Vâng. Nhưng mà Thắng là không biết là cháu Tủa bàn giao như nào thì Thắng thì cứ bàn giao lại cho cháu Tủa nhé. Vâng. Để cháu Tủa chi tiêu. Đấy. Hôm nào thì xong thì cháu Tủa sẽ phải công vào thống kê. Vâng. Đấy, vật liệu bao nhiêu tiền, công hết bao nhiêu tiền. Vâng. Nhá. Vâng. Đấy, sắt thép hết là bao nhiêu, xi bát nhiêu bao nhiêu. Dạ, vâng. Đấy, hôm đấy thì Thắng sẽ công khai để cho các bác biết được. Còn Thắng thì các bác biết rồi, rất nhiều công trình Thắng không có cầm tiền và không có chi tiêu, rất nhạy cảm. Đấy, đều là cho một người nào đó tại thôn hay là gia đình đấy, tự mua sắm vật liệu rồi là xây dựng. Thế là Thắng chỉ bàn giao lại tiền thôi. Chưa bao giờ gần như là Thắng không có, trừ khi là những cái nhà ví dụ như ông bà già neo đơn hay là không có thể đi mua sắm được thì Thắng mới mua hộ. Còn đâu là đa phần là Thắng không có động chạm đến những cái tiền mà đi trực tiếp là người đi mua. Đấy, để cho các quý cô bác anh chị nắm được về cách làm của Tất Thắng. Đấy, cũng rất nhiều anh em làm cùng Tất Thắng rồi. Đấy, Thắng rất là công khai rõ ràng đúng không anh công an viên? Đúng. Đấy, ông Thắng nên lúc lại bảo là tơ hào đến đồng tiền của các nhà hảo tâm, thực ra Thắng còn rất phải nói là như nào nhỉ, Thắng còn rất là cùng với cả các nhà hảo tâm đồng hành cùng các chương trình. Thắng nhiều lúc là cũng phải bỏ tiền của mình ra, tại vì các bác biết rằng khi quay video nó cũng có một cái lượng quảng cáo, nhưng mà các bác biết rằng là đầu năm thì quảng cáo nó rất là ít, nó chỉ tập trung dồn vào cuối năm thôi. Những cái này thì anh em thực ra là chỉ duy trì kênh thôi. Đấy, chứ về cái quảng cáo thì các bác cố gắng là xem đừng có bỏ qua để ủng hộ cho anh em Tất Thắng chút lấy tiền đi lại, chứ còn không là chi tiêu lên đây ăn ngủ nghỉ đi lại cũng rất là lớn. Đấy, mặt hàng thì bán chỉ ngày được chục đơn thôi nên là cũng không có nhiều tiền nhiều. Đấy, nên là các bác là xem video có thể ủng hộ những cái mặt hàng của Tất Thắng. Đấy, bây giờ thì thế thì chúng hãy mua đưa tiền cho mua gà thì nấu ở đâu? Nấu ở cái nhà bên kia. Nhà bên kia. Vâng. Cái này là hôm nay là thợ là nghỉ đang đổ cột rồi. Vâng, đang chờ khô đó. Đang chờ khô. Một ối. Dày thế. Bạn 1 triệu. 2 triệu. 3 triệu. 4 triệu. 5 triệu. 6 triệu. 7 triệu. 8 triệu. 9 triệu. 10 triệu. 11 triệu. 12 triệu, 13 triệu, 14 triệu,
15 triệu, 16 triệu, 17 triệu, 18 triệu, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Đó. Đủ chưa? Đủ. Đây là tổng là đã nhận 50 triệu rồi nhá. Đấy. Vâng. Thế là qua đây Thắng cảm ơn vợ chồng em Dũng Diễm rất nhiều. À, cho mấy cái thịt nữa. À, cảm ơn em Dũng Diễm. Đấy, rất mong rằng là trong cái tới này Thắng đi xuyên Việt vào miền Nam thì lại còn được sự giúp đỡ của em Dũng Diễm. Bác nào xem video của Dũng Diễm thì hãy bình luận cho em Dũng Diễm để biết được là ngôi nhà của em đang làm được như thế nào rồi. Rất là đẹp. Đấy, mà anh Xính thì anh ấy không biết nói tiếng phổ thông nên là không biết nói lời cảm ơn. Nên là cũng thay mặt em anh Xính gửi lời cảm ơn đến em Dũng Diễm. Đấy. Chúc cho em là năm 2024 sẽ gặt hái được nhiều thành công. Đấy, và luôn luôn mà thành công rồi thì cố gắng lại tiếp tục đồng hành cùng anh Thắng nữa để giúp được nhiều những ngôi nhà ở Hà Giang. Đấy, rất mong rằng là các bác nào mà cũng mua mặt hàng của em Dũng thì ủng hộ cho em Dũng, em Diễm. Đấy, để em mới có thêm những cái kinh phí đi lại ra Hà Giang rồi là giúp đỡ được những cái ngôi nhà rất ý nghĩa như này. Còn cái ngôi nhà ở bên kia thì bạn Hậu và bạn Hằng thì đã giúp đỡ rồi, thì hôm qua dỡ nhà rồi, hôm nay thì chắc là đang vận chuyển nốt vật liệu rồi đúng không? Vâng ạ. Thì ngày mai thông báo cho anh em là ngày 27 là có bên cơ quan chữ thập đỏ và bên huyện cũng lại sẽ vào. Đó là dự cái lễ khởi công của cái nhà đó. Vâng. Và trao cái giấy khen cho bạn Hậu trong cái chương trình giúp đỡ làm nhà. Đấy, và bạn Dũng, bạn Diễm, nhưng bạn Dũng, bạn Diễm thì không có mặt được. Thì Thắng cứ nhận giấy khen để hôm nào là trao lại cho Dũng Diễm để hôm khánh thành cái nhà này. Đấy. Đây, mọi người vẫn đi gùi nước. Kia là đi đâu đấy? Gùi nước. Ui dồi, gùi nước để xây đấy à? Vâng, vẫn đang vận chuyển nước. Đấy là các bác thấy là gia đình là vẫn phải, ngoài cái việc mà hôm nay thợ dừng rồi là vẫn còn phải là nhờ các chị em, các bác là gùi nước cho. Đây, ngôi nhà đây. Đấy. Nhanh nhỉ, tiến độ nhanh đấy. Nhờ. Cái là ngày phải có ganh tô đổ ra nữa chứ. À, có. À. Vâng. Ở chỗ này sẽ đổ mấy tấm hiên ra. À. Để cho nó... Đây là gùi mấy chị em gùi nước đây à? Vâng. Đây các bác thấy xây nhà nó vất vả không? Đấy là bà con anh chị em là vẫn còn phải nhờ nhau. Đấy, đi xách từng can nước về để trộn vữa, trộn bê tông. Đấy. Rất là vất vả. Đấy, đây là 1 2 3 4 5 6 7. Đấy, cả 7, cả chủ nhà là 7. Đấy, đi xách nước. Cái này thì mai mới có nước để trộn vữa đúng không? Vâng ạ. Ngoài cái việc nước này ra ăn ăn ra thì cũng là sử dụng là uống luôn. Nước này ở cái bể lớn kia. Đấy. Bà con là nhiều lúc còn uống luôn cả nước lã. Đấy. Tháng khát quá cũng phải xúc miệng tí cho nó mát nhưng không dám uống. Bên này nữa đúng không? Vâng, ở đây nữa. Đây nữa, sáng ngày xanh này. Vâng. Xanh nào này. Vài hôm nữa xong là cũng sẽ sửa lại cái bể này. Đây à? Cái này vào đây nó phải x6 thì nó mới rộng để nhìn thấy hết được cái toàn cảnh ngôi nhà. Vâng. Đấy, các bác vào mời các bác để xem ngôi nhà của em Dũng Diễm nhá. Đấy, toàn cảnh. Đây có bác hôm nọ là bảo cái bể này thì ngăn ra rồi, để quây cái bạt để đựng nước rồi, chứa nước rồi. Nhưng mà để mấy hôm nữa thì nếu mà cái tiền của bác kia không thì để bảo mấy anh em thợ là láng luôn cho, sửa luôn cho cái bể. Đấy, còn đây là nhà đúng không? Vâng. Ừ, được đấy. Đây lò chỗ kia đúng không? Lò chỗ kia chỗ. Có bác bảo là xây nào, xây như có hội trường, không có buồng. Vâng. Thì kiến trúc nhà của người Mông thì các bác cũng biết rồi, là đa phần là không có buồng ở trên vùng cao. Nhưng mà do cái nhà này và đất của gia đình này nó cũng chỉ có được như thế này thôi. Thế nên là anh em xây luôn một thể như này. Vâng. Đấy, nhà bây giờ chỉ còn 3 người thôi. Thế nên là... Như hôm trước thì chú bảo là cho sát. Nhưng mà mình nếu mà cho sát thì kéo làm nhà nó không vuông được. Nên là phải đầu này thì lại hơi thụt xuống đây một tí. Ừ. Vâng, để kéo vuông nhà ấy. Ừ. Đấy. Cái bếp lò được ấy nhờ? Bếp lò đấy. À. Hôm qua là đổ hết cột và dầm giếc thứ rồi. Vâng. Đấy, đổ hết rồi. Đấy, dầm cột ngon nghẻ hết rồi. Và nếu mà xây một cái buồng vuông ở đây nữa thì nó hơi bé. Đấy. Vâng. Thế nên là thôi cứ để cái này xong đặt giường kia cho hai giường là ok rồi, sau họ căng cái lido là ok. Đấy, còn đây là
ấy đúng không? Vâng, cũng đây. Cái này là nó đổ đấy, vẫn cho đổ rộng ra để còn xây đầu thu ấy. Vào khói. Sau này cái lò này là bác ấy này là cũng để ngô được không? Để ngô thì hơi bé. Chỉ đây là chỉ thi thoảng mà Tết mình được treo thì treo. Ừ, hoặc là những cái hạt giống hạt trước vẫn để đây được, đúng không? Ừ. Đấy, các bác đây cả đi là không vững đầu. Ừ, ngôi nhà như này là cũng tạm ổn rồi. Cửa để cửa sổ để như này là mét mấy? Cao 1 mét, rộng 80. Cửa sổ này là cao 1 mét này, rộng 80 này, ok này. Cửa sổ đây. Đấy, sau này có một giường để đây đúng không? Vâng. Đấy, còn cái cửa chính này. Cửa chính này là 1 mét 4 với lại mét 6. Rộng 1 mét 4, còn cao 2 mét. Cửa như này là ok rồi. Đổ lấy qua như này là chuẩn đấy. Có cái này có sắt không? Có. Dầm mấy sắt. Mấy thanh? 4 thanh. 4 thanh là ok rồi. Đấy. Như này thì chỉ còn khoảng tầm độ tuần nữa là khéo xong nhà thôi. Vâng. Đến không? Anh hôm nào đổ xây ở đấy nhớ để cho em ba cái ô thoáng ở trên cửa để cho nó thoáng. Không, cái nhà nào cũng phải thế. Và cái cửa kia cũng phải có đổ ấy ra. Có, vẫn đổ để đổ lấy một cái miếng ra tầm này. Không, nếu mà cái mái trên mà nó ra dài thì ở dưới này nó chỉ cần ra tầm này thôi. Nó thành thừa, hiểu không? Đã cái mái trên đấy. Hiểu không? Cái mái nhà ấy. Mái nhà là cho thừa ra rồi. Phải tầm này rồi. Tầm này rồi. Thì cái này thì chắc là không cần đổ được. Thế thì đổ cái đằng kia thôi. Cái bên cửa phụ. Tại vì là cái ganh tô này nếu mà cái mái này nó ra dài thì không cần. Đằng trước này nhớ là đặt luôn cái hệ thống máng hứng nước cho gia đình nhá. Vâng, để nước có nước ăn. Vâng. Đấy, nhà là có cái hệ thống hứng nước luôn. Tại vì là dùng bằng mái tôn. Đấy. Mấy chị em này là tí nữa ăn ở đây hay là có sang ăn cùng mình không? Không ăn à? Không. Gia đình tự nấu ăn bên này à? Hay như nào? Gia đình tự nấu nhà trước. Đội này là đội đi gánh hương hộ. Đấy, cũng nói mới là trao đổi với anh Xính là như vậy. Người ta giúp đỡ tiền rồi thôi thì gia đình nó nhiều lúc khó khăn thật. Nhưng mà thôi mình bỏ công được cái nào nhờ được cái nào là hỗ trợ phần nước. Đấy, gùi nước, gùi viết rồi là hỗ trợ xem mà cần cái gì. Cái này là phải mua à? Cái vâng, ván này. Ván này phải mua. Vâng. Mua ván thì mới có ván đổ đúng không? Vâng. Cột này vẫn phải mua á? Không, cột này. Tròn, ống tròn này. Thì ống hai ống nhựa này đúng không? Vâng. Hai ống nhựa. Ống nhựa này thì đến hôm đấy là sẽ rửa sạch đi, không phải tháo ra nữa. Vâng. Chú là chú lại thích kiểu đấy. Nghĩa là để luôn ống nhựa này, này cho nó bóng này. Vâng, cho nó đẹp. Cho luôn cái này. Vâng. Giữ nguyên cái này. Rửa sạch xong mà để nguyên như thế. Hỏi xem nhà như thế là ok chưa, đẹp không, thích không? Thế vốn thì của tao nhựa thép của tao rong. Của lý sản rồi, rong lý sản. Đẹp, thấy đẹp như thế là đẹp rồi. Hơn cái nhà này ngày trước nhiều. Sơ xanh ý lộ. Đây rộng to này, như này cơ mà. Sơ xanh. Của lý sản. Có được cái nhà như này là phải nói là tuyệt vời, trong mơ rồi. Đấy. Trước kia làm gì có chuyện mơ thấy cái nhà qua, như này. Bà đổ cô vết đổ dâm như thế, chú bảo đổ cao quá, chưa bao giờ ở nhà cao như thế. Dạ, đổ cao. Mai ngày kia còn lập là lập bằng tôn luôn, xà sắt luôn. Vô cát lò này, ngã cát lò vô vừa dắt he. Cái lò kia là tầm lên cao tí nữa là bắt đầu vót vào rồi đấy, từ trên kia, vót nhỏ. Tầm, lên tầm khoảng 3 viên gạch là bắt đầu thu đó. Xong là trên là đặt lấy một tấm bờ lô vào. Vâng, đang bảo nếu mà làm rộng thì không đạt được bờ lô thì mình đổ tấm đan kia, nhưng mà để xem đến hôm đấy thu xem mà đầu ở trên như thế nào. Nhưng mà đổ tấm đan thì nó sẽ chắc với được lâu hơn. Đổ miếng tấm đan thì quá khỏe. Vâng, đảm bảo quá vì là vẫn còn một ít sắt ở kia thì đổ được. Vâng, còn vẫn còn sắt gì. Vâng. Bây giờ gạch có đủ không? Gạch thì vẫn còn thiếu, tí mới chở thêm 400 viên vào nó hết 1.400. Thế là tổng là 1.400. Vâng. 400 viên nữa khoảng 1.800 đúng không? Không, tầm 1.400-1.500 thôi. Đang lấy 400 viên vào nó xem không đủ thì lại nhờ. Thế trước là bao nhiêu viên rồi, đủ bao nhiêu? 1.000 viên vào, đây. 1.000 viên rồi đây à? Vâng. Hết sạch rồi đấy à? Còn một ít ở chỗ bể kìa. Vâng. Thế còn cái nhà bên kia là lấy bao nhiêu viên rồi? Nhà kia thì cháu cũng gọi 1.000 viên vào trước để xây xong là lên thì mình lại gọi tiếp. Chứ còn tránh cái trường hợp mà lấy nhiều về cái lúc thừa ra lúc đấy lại khó. Vâng. Còn nếu mà gia đình mà hôm qua cũng nói chuyện đấy mà bảo gia đình mà muốn xây to mà nó hơn ấy thì gia đình phải bỏ ra. Đúng rồi, cháu bảo thôi. Chứ còn bên hậu và hàng nó giúp đỡ là 60 triệu là đủ hết tiền vật liệu. Vâng. Nhá. Vâng vâng. Trao đổi thế đây là Thắng quay là chia sẻ những hình ảnh thực tế và video của Tất Thắng thì các bác gần như là còn không thấy có cắt ghép. Đấy, làm như nào mà nó chân thực nhất và nó đơn giản nhất. Đấy. Với cái thế nên nhiều YouTuber gặp Tất Thắng gái là nói bảo
tại sao ông sản xuất video nhanh ấy, ngày ông làm ra 2-3 cái video, tại vì Thắng làm nó không có cắt ghép và làm thực tế. Nên là cái nội dung nó cũng nhiều lúc các bác thấy nó cũng rất là đơn giản và sơ sài. Nhiều YouTuber nhìn đơn giản và sơ sài, nhưng mà về cái hiệu quả, các bác thấy hiệu quả cho bà con, rồi là hiệu quả cho những cái tập thể, những cái cộng đồng nó rất là lớn. Đấy, hiện giờ kênh của Tất Thắng đã làm không biết bao nhiêu ngôi nhà rồi. Đấy, ngôi nhà thứ kia là 109. Đấy, ngôi này 108. Sắp có ngôi nhà 110 rồi. Là ngôi nhà của bạn Mù. Đấy là các bác biết rằng là cái hiệu quả cho 110 ngôi nhà thì 110 hộ gia đình được hưởng lợi, trong khi đó là còn 6-7 tuyến đường đấy. Rồi là cầu, 21 cây cầu, rồi là nhà lớp học, rồi là nhà lưu trú, cũng không phải liệt kê kể công, nhưng mà qua cái mạng xã hội mà nó làm rất là đơn giản thế thôi, rất hiệu quả đấy, mà các nhà hảo tâm rất tin tưởng đồng hành cùng Tất Thắng. Đấy, bây giờ thì nấu cơm ăn cơm bên kia đúng không? Vâng. Đây mấy chị em này gùi phân gùi phiếc này đã nên vẫn đi gùi nước à? Vâng, đội này đội gùi nước là gia đình nhờ, còn đây là gia đình khác. À. Họ đang chuyển để trồng ngô. Thế nấu ăn ở bên cái nhà mà bảo hôm nọ ấy kìa. Vâng. Vâng, nấu ở bên nhà mà hôm mà chú đi mà có một bảo là đi xem để sửa nhà đấy. À. Nhưng mà đằng sau nhà có một bức tường xây bằng gạch đấy, nhà đấy. Bây giờ thì Thắng sẽ đi sang bên kia để nấu cơm à? Vâng. Nấu cơm, ăn cơm bên đấy. Đi vòng đường này đi. Đi vòng đường này hay đường nào? Đi đường này. Hay bên này? Đi đường này cũng được. Camera đi trước đi, giật lui đi. Đây đường này anh công an viên. Cho em mượn luôn cái áo chống nắng luôn đi. Đấy. Hôm nay là Thắng chơi bài chống nắng tí nhá. Nhìn cho nó đẹp trai tí, không... mai kia lại đen xì xì ra về. Bạn Hằng bạn ấy không nhận ra Tất Thắng thì chết. Bạn bảo anh đi đâu, đi làm than ở Quảng Ninh thì chết. Trên này nắng thì nó nắng toát mồ hôi ra, còn lạnh thì nó lại lạnh khủng khiếp nhỉ. Ở bác hôm nay là thấy Thắng mặc cái áo vàng này đẹp trai không? Đố các bác biết là cái áo vàng này là như nào. Áo vàng này là hôm trước Thắng có vào nhà chú Huỳnh Tấn Đức. Chú cho cái áo Puma. Thế này Thắng mặc. Còn bình thường các bác thấy là Thắng toàn mặc màu đen. Màu rất là nổi bật. Đâu nhỉ? Nhà chỗ nào nhỉ? Bên kia. Nhà Bạt kìa. Vâng. Nhưng mua gà rồi gì? Vâng, cháu mua gà vào đấy ạ. Ừ. À, mang lá đắng nữa sang bên đây nấu. Vâng. Lá đắng không biết là các bác ăn lá đắng thế nào? Có ai gọi cho tủa không? Hôm trước, mấy hôm trước còn có mấy bác gọi. Ừ. Bảo là liên hệ cái số đấy gọi không được. Nên mới gọi qua số của cháu thì cháu cũng có bảo là... bảo mấy bác gọi lại vì là bảo cô Hằng là nhiều lúc mà cũng có nhiều bác gọi ấy, nên là cũng hơi nghén mạng ấy. Cô Hằng cũng công tác ở bệnh viện nữa nên là nhiều lúc là công việc. Vâng. Không, đôi khi nhưng mà nó là chuẩn. Đi nào ấy. Đây, cửa đây chứ, đúng không? Yo, đây là cửa đây. Đây không phải. Ừ? Cái này không phải cửa. Gọi nó mở cho. Khét trong rồi. Ô xô. Khét bắt đầu nhiều. Lúc nào đi khách to. Mở cửa cho nào. Khen đi to. Đâu? Đang đi ra để mở cửa. Chèn viên đá to đoành như này. Cái cố này. Nhà này tên là gì nhỉ? Bó. Bó à? Nhà anh Bó à? Nhà của Dũng Diễm làm như thế là xong là đẹp lắm đấy. Vâng. Mái xanh nên... đẹp. Với lại nhà đấy mình làm không chát nên là cháu bảo mọi người cố gắng làm kiểu gì cho mạch nó đẹp đẹp đấy. Ừ. Cũng gọn gọn gàng. Đây là được hai ngôi nhà ở thôn này rồi. Không biết là bác trưởng thôn đúng không? Bảo trên kia còn một cái nhà nữa đúng không? Vâng. Nhà này thì hôm nọ trước là hôm nọ kêu gọi sửa chữa thôi. Vâng. Nhà này sửa chữa thì nó khoảng tầm độ chắc là 20 triệu là có thể sửa chữa được. À đây chủ nhà đây à? Vâng. À. Bắt tay cái anh nhờ. Anh nói được tiếng phổ thông à? Nói ít thôi. Mấy câu thôi. Mấy câu thôi à? Thế nói được những câu gì anh nói thử nào.
Hả? Hả? Xin mời các anh. Xin mời các anh vào nhà chơi. Với tôi. Anh bao tuổi rồi? 74 tuổi á? À, 74. À, sinh năm 74. Tưởng 74 tuổi. Tưởng 74 tuổi. Đây. Thì à, cửa này. Ở cuối hả? Nó đưa gà đến rồi gì? Gà à? À kia đang mổ rồi à? Ờ. Mang lá đắng vào, nấu. Vâng. Ừ. Có rau gì nữa không? Họ chế một rau chính rồi. Rau cải á, rau rua. Hả? Có rau riếc. Đây bếp đây nữa à? Vâng. Nhà này hai bếp à? Đây cái bếp lò, còn đây là bếp củi. Ờ, nấu vào bếp này à? Tí nấu chảo. Tí xào luôn vào chảo này. Vâng. Đấy. Kiểu này đúng không khác gì kiểu Trung Quốc. Vâng. Hay làm kiểu này. Nhưng mà bên Trung Quốc họ làm được cái nó còn ấy hơn cơ. Nó còn bí hơn cơ. Đấy. Trung Quốc nó xay như kiểu xay với lò nó xay tần. Đúng rồi. Ở bên dưới là có sàn để cho do nó rơi xuống. Đúng rồi. Là cái bếp của Trung Quốc nghiên cứu ác lắm. Vâng. Đây là cái này là cái gì đây? Cũng hàm à? Hàm của lợn đấy. À, hàm dưới. Dưới của lợn. Hàm răng dưới à? Vâng. Càng đây là 1 2 3 4 5 6. 6 năm rồi đấy. 6 năm 6 cái. À đây là mỗi năm mổ ra đặt một cái đây anh. Vâng. Hả? Vâng. Chủ nhà. Một năm mổ một con. Một năm mổ một con. Thế còn cái củ này là phải cái củ rong giềng mà làm miến được nhỉ? Vâng. Đúng rồi, đúng rồi. Củ này là trước kia là luộc ăn đấy đúng không? Vâng. Hả? Bây giờ vẫn luộc ăn này. Bây giờ vẫn luộc ăn à? Luộc ăn được mà. Luộc tí ăn đi nhỉ? Có được không? Cái này luộc lâu lắm anh ạ. Thế à? Chỉ chịu. Thế là nấu cho lợn à? Cái này là đập xong mà nấu cán cho lợn không ạ? À. Cái này luộc với nanh. Nhưng à? Tối nhiều ăn được. À. Thôi được rồi. Xem nó có rau cải rau kiếp gì không? Làm đi rau cải nữa. Tỏa cho vào luộc. Vâng. Ờ vâng. À, để rau nhưng mà để có rau. Là có đủ nước ăn không? À. Nước đây chú. Ít. Hết rồi. Sắp hết. Sắp tà. À, nhà không có bát đũa gì à? Mỗi Âu à? Đun nồi vò lá đắng. Ông chủ nhà đi đâu à? Ông chủ nhà đi hái rau. À. Đây bát đây, mang bát đi rửa đây. À. Đấy, múc nước này. Ổn đấy. Mấy bác này mặc quần đây đúng là quần chuẩn đấy đúng không? Quần áo dân tộc. Ừ. Chuẩn quần áo dân tộc ấy. Đấy, là từ từ cho nó nguội nguội đi chút đã. Đang chạy ấy to quá. Chờ một tí. Chờ hết chỗ đây không? Chờ hết đi. Ăn cho nó sướng cuộc đời. Đây, là đắng này. Đây là cho vào đốt cái nồi rồi cho nó khô. Được rồi, bỏ phát nữa là đổ ra. Xào luôn vào cái chảo này chứ. Vâng. Thái lòng luôn. Vâng. Chú bác này bảo là cháu không biết chặt cái dao bé này để bác chặt cho. Dao nhìn như kiếm. Mấy năm rồi. Mòn rồi. Mòn hết rồi.
sát trên này mẹ như vậy. Đội làm đường á? Vâng, đội làm đường thích uống cây nắng này lắm. Nó làm cả ngày cơ nắng. Được rồi, thấy công an viên ạ, thấy thôi. Mịn, quá mịn rồi. Cứ kệ 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 cả cẫng nhá. Cả đừng đừng bỏ cẫng. Quá ngon. Cả trước nó hành xong cho nước vào không đổ. Ờ. Còn bây giờ nó sao cái này nó cho mỡ lại nó đổ lòng gà vào. Ừ. Nhà hôm nay bát đũa mới được khởi động vậy nhỉ. Sạch chưa? Rửa qua một lượt. Gió nó bay ấy. Ấy 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 ấy, từ từ ạ, cho lặng gió. Đó. Đi như này mới biết là bà con giao bao rồi là các thứ đồ cực thiếu luôn. Nhà hôm nọ cái nhà ông kia cả nhà có đúng con dao, nhà này cũng có đúng một con dao à? Ô rồi ô. Nhà đúng một con dao. Dao bé tẹo bằng ngón tay. Rửa chảo. Này chặt bao giờ mới xong được hai con gà. Này, làm gà lâu lắm. Chặt pu pu ơi, to lo lo lên. Mè quá. Bảo bác ấy chặt bé quá, mè quá. Nó lo đây. Chặt bé quá, kiệt sĩ quá. Tùa bảo chặt to to lên tí. Lo lo đây. Nè à, có tao nè. Dao đúng bằng ngón tay cái. Thớt cũng vậy. Thớt bé tí luôn. Gừng. Con dao bé quá, chặt mãi không được miếng thịt gà. Lại đổi à? Dao bé quá chặt thế. Nó lâu. Hai con gà hai ông chặt. Sợ thật. Ơi, rửa bát đây. Tí có bát ăn rồi. Vamos lá. Não se pode? Se cantar, não se pode?
Gì xin mỡ về à? Cho mỡ vào đây để xào cái gì đây? Hả? Xào gà. Mượn mỡ về ăn á? Mượn đây là xin. Giống hệt như kiểu mình ngày xưa hết gạo phải đi vay gạo. Thế cho vào xào dần đi. Ôi, chặt được hai con gà rồi đến trưa. Tùa, tùa. Cho gà vào được rồi đấy. Bảo bác này, bác bốc cho. Đang tiện tay. Chặt đi, chặt cho nhanh lên. Không có cái xảo dài à? Không có, đang mượn. Muối à? Hết củi rồi. Nhà bác này chỉ có mỗi cây ngô mà đun à? Vâng. Không có củi à? Không thể có củi đâu, toàn thấy cây ngô ở đằng sau. Tại là củi nó bác kia ra củi rồi. Cây ngô không có củi. Tại sao? Chỉ biết sống nó thay cái tay. Biết cái dầm này nhé. Cái cây dầm này. Tại sao? Tại đấy. Bảo dập gừng luôn đi. Để thớt bé quá. Bà ấy tự mua trứng nữa.
Đâu xem nào, tiên đấy cái gì? Đây là cái áo mũ nước. Của bầu à? Vâng. Của bầu cắt ra đường này á? À? Vâng. À. Đây là cái áo mũ nước. Áo mũ nước luôn à? Được cái nhờ. Thử múc đây xem nào, cho vào nào, xem có ra gì không. Cứ cho vào cho nó có hơi. Mày cho đấy vào nó có hơi, đấy nó mới chín nhanh. Bảo bác cho ngô, cây ngô nữa đi. Bóc cừ vào. Cái này là đắp bằng đất à? Cái này á? Ừ. Xi măng à? Đun này vất vả quá nhỉ? Cái bên kia có ấy này, có củi này. Cây cỏ voi à? Cây cỏ voi à? Cái này nấu canh đắng, sôi chưa? Nấu được bữa cơm cũng khó. À, nhà này đây là ngan đấy, đang ấp à? Yeah, có trứng không? Có. Nó mổ à? Đây là dâu ngô. Sắp chín rồi đấy cháu ạ. Sắp chín rồi đấy. Nấu rau vào chỗ nào? Không, cái đấy vớt ra phải chờ anh Sự mang trứng vào để xào trứng nữa. Trứng xào mì tôm. Mày ăn món đấy bao giờ chưa? Món đấy nổi tiếng ngày xưa chú ăn ở Lũng Cáng. Được rồi, cháu cứ múc thịt gà ra đi, xong rồi tí nữa cho cái này vào đập trứng. Bóp mì tôm luôn vào đây anh. Bóp luôn đây hả? Ừ. Ơ, anh chưa làm bao giờ à? Bóp đi nha. Bóp bóp này cho nó hút ra xong đổ vào. Ok. Bóp có sao được hả? Ăn mãi trên Lũng Cáng rồi mà. Lâu không khởi động lại nó quên tí ấy. Ôi anh công an viên này không biết đập trứng rồi. Rồi đập này thì anh Sự đập cho anh ấy biết. Đấy, úi giời. Cẩn thận vỏ vào đấy hết đấy. Tí nhai cung cốc rồi. Mỗi một cái đấy thôi. À đây có bàn nữa à? Đây cái bàn này to. Cho vào đi, cho vào đi anh. Bàn ăn cơm. Đấy bàn đấy ngồi được đông đấy. Cái đũa, cái đũa chưa?
Nhà không có đũa nào ạ. Đưa gói bột canh lên xem nào. Cho một gói vào thôi mặn. Đốt lửa đấy. Bảo đốt lửa lên cái là cho vào xào vào. Hết củi à? Canh đắng được rồi đi. Được rồi. Cho cái đây là cháy to lắm đấy nha. Rán à hay là xào? Rán được không? Hả? Bây giờ mình biết là ăn súp bột canh ngon. Đói quá rồi. Ăn một phần chắc là do đó quá ăn không thấy ngon. Ví khát nước vỡ mặt thớt. Ôi xào thôi, cái này kiểu xào xào hổ lốn lên thôi. Ui thì phải lấy âu nhanh nha, không tí cháy hết giờ đấy. Bảo ba đừng cho lửa vào nữa. Từ từ á. Có cơm hay mì mềm nắng? Đấy, có mỏ hả? Ừ, mỏ mà nắng mà. Mỏ nắng mà. Mỏ mềm nắng. Ừ. Mỏ mông à? Mỏ. Đấy, tại mỏ mông tôi. Mỏ mông là... Được rồi, được rồi. Rồi bảo bác lấy nước luôn để cho vào nấu rau. Đây bà. Tủ à? Cho nước vào luôn. Đấy, bây giờ lại thốc lửa vào. Ui, rau cho cả cây luôn à? Múc canh đắng đi nhờ. Bụp được rồi đấy. Bây giờ đèn bén vàng chóe. Vâng, hôm nay ngon đấy. Có thêm món mì tôm xào trứng đặc sản vùng cao. Ai da, ui dồi, ui dồi. Anh công an này biết nấu ăn đấy nhỉ. Ấy. Rau này qua qua thôi. Được rồi đấy. Rau đấy là chỉ thế thôi. Chị lo bảo. Chị ra xe. Rồi ra cái gì vậy đấy. Đừng cho lửa nữa. Nó mỏ à? Cánh đắng này. Ai mua lá đắng này liên hệ qua số điện thoại trên màn hình. Cánh đắng, các loại mặt hàng nông sản đặc sản của Hà Giang. Ôi, mềm mềm. Cảm quá nhiều.
Mén mén vàng chóe luôn. Cảnh đắng này. Úi. Được ý. À. Hôm nay đúng ý ông sự taxi dù rồi. Xanh lét này lẹt này. Căng đấy nhờ. Căng đấy. Ừ. Đấy, mát lắm. Hôm qua không được uống rồi, này uống tiếp. Cái nắng. Đây, rau rồi. Đi từ hôm đến giờ mới được ăn rau xanh ấy, toàn ăn thịt, sợ thật đấy. Ngồi vào đi, bảo các bác ngồi vào đi, mấy anh em ngồi vào đi. Đó. Đó. Bà ngồi vào đi. Nó mòn rồi. Ngồi đuôi ra đây cho mọi người ngồi. Ngồi đuôi vào. Hay là chập hai bàn, đẩy bàn kia vào nữa. Nó rộng. Cho bàn kia sát vào. Ngồi cho được nhiều. Hả? Có đủ không? Kệ cứ để đấy. Vướng à? Uống đi. Anh em uống canh đắng để cho nó mát. Em làm lần đầu tiên thôi. Úi giời, đặc xịt. Ngon đấy. Thuốc ấy, uống thuốc vào người mà, người nào ăn thuốc vào người. Ra, rau xanh cảm ơn à. Ở đây là cứ mời ăn cơm này là lại sang cảm ơn bắt tay. Tứ bụi luôn. Bắt tay. Rồi. Rồi. Rồi rồi, cảm ơn chị nhá. Vâng. Chị mất chị. Hai bác kia uống canh đắng không? Hầu à. Ngon lắm đấy. Hầu là cá đấy. Chú bạn được uống hai lần rồi. Thích phải không? Mát lắm. Vẫn đi là hết đi. Sao là không? Chả tôi xía. Cái này mà hôm trước uống rượu, hôm sau uống thải độc gan, cực ngon luôn. Nói tiếng phổ thông. À tiếng Mông. Ý là hồi cháu khó hết. Tại nó ta khá phát thói như hồ mà mình dùng chân trọng ém mình dùng chân trọng thi. Dùng chua. La xin chú. Nó á, hầu á, nó mỏ á. Mời các bác đi, mời anh em đi. Mời hai anh các bác đi. Cái nhắn mát quá. Mời các bác nha. Ăn nha, uống nha, uống mạnh mà. Mời các bác nha, nó mời chú. Ngon không? Tuyệt vời. Hôm nay em làm cũng như anh sử dụng bằng cái lá này. Có biết lá gì không? Hỏi mấy ông này biết không? Nè, có giảm lông gì em nói kìa. Tôi chỉ con à. Được ăn bao giờ chưa? Thì khô tôi tùy rồi. Nó thì mua bò to rồi. Chỉ bao này. Chú bảo mọi người bảo không biết. Lần đầu tiên được uống cái lá này. Ngon không? Ngon. Đó thả thì chơi bộ đồ phía tiên mua hải dần rồi chú. Nó hải dần. Cái này chỉ mua hải đi đấy. Cái này của người Tây. Người Mông mình không có lá này đâu. Nó ở có vùng có nước cơ. Anh em mua đây thì mua. Đông nhỉ. Ở mua đây mua. Có suối ấy. Nhớ tàu. Mới là núi cao. Thế là đúng rồi. Cái này. Núi đá không có. Chỉ cho mát đi. Giấc của cái đấy chỉ gió.
Đây. Còn ông nào uống nốt đi này. Cho cháu đi. Làm tí mèn mén đi. Xong bỏ luôn cái bát đấy ra. Anh sự thánh mèn mén ăn đi, mèn mén đi anh. Mèn mén mấy trứng với mì tôm. Mời các bác. À, cơm mèn mén. Đó bỏ cái đấy rồi bảo bát bỏ mèn mén xuống. Múc rồi dễ. Còn muối nào nữa không? Muối. Mềm mềm. Ngon lắm. Đấy. Chứ mình vào phải ăn chín đậu khô trước xong mới ăn nước. Mấy bác này không ăn được mấy à? Mấy ăn gì à? Không ăn đũa hết. Đang múc. Nó tặng anh nào thế này. Hai bác này là hai anh em à? Đúng. Nét bỏ cái tiêu. Hai anh em. Có nghĩa là hai ông này là cùng một ông bố kìa. Đúng rồi. Đây hai ông này cùng bố nhưng mà đội này anh em họ hay gì đấy. Nè cái tí cũng là cái lớp mày giữ mày không? Chứ là thôi. Ờ đây là anh em họ. Con bác. Chứ có thể là tôi không tí 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 cũng thế không tí. À. Con chú con bác à? Mèn mén hôm nay đồ từ sáng rồi đúng không? Sáng. Hơi cứng. Càng nhai đâu ăn càng ngọt. Ngon lắm. Ăn nhiều ngô mấy hôm nữa da vàng như kiểu gà thiến. Ăn nhiều lên chỗ. Hả? Em á? Ừ, lấy cơm nhiều đi. Đây. Như thế mà ít á. Tủa sợ béo. Hình như mình ăn ngô nhiều tăng cân nào nhỉ? Cháu không vẫn thế. Ăn ngô béo hơn ăn gạo đúng không? Béo hơn ạ. Hả? Béo hơn. Ăn mềm mén nó cũng quen. Giờ bảo ăn cơm khác không ăn được. Cơm mềm mén. Là đi về quê mà ăn mềm mén không biết ăn cơm gạo nữa rồi. Nên cứ đòi bố mẹ với vợ nấu mềm mén cho ăn thì chịu ghét. Càng ăn càng nhai nó độ ngọt nó ngon, nhai kỹ. Thơm. Anh không cần nước. Quen. Chính là cái món mì tôm trứng lại ngon chứ nhỉ? Đúng không? Hợp lý mà nhỉ? Thế nhà ông bà có mấy người con? Nè rõ từng bàn tay anh. Đúng rồi, rõ từng bàn tay. Có hai đứa lớn đi lấy chồng, có hai đứa đã đi học. Hai đứa đi học à? Vâng. Học lớp mấy? Chồng đi tuổi số cả được chưa? Thằng cả nó đang học lớp 9. Chồng mẹ cả được tháng ấy. Lớp 9 á? Ừ. Lớp 1 là đang học lớp 7. Ừ. Có hai đứa con gái lấy chồng. Hai đứa gái lấy chồng. Ốp được rồi, ốp được bình thái rồi. Rồi. Thế là thứ ba mẹ, thứ tư là đang học, thứ ba là đang học lớp 9, thứ tư là thằng út là học lớp 7. Hai con trai sau à? Vâng, còn hai đứa gái là đi lấy chồng rồi.
Thằng ăn bữa cơm trưa tại đây và thằng kết thúc cái video của mình. Và cảm ơn em Dũng Diễm và tất cả mọi người đã theo dõi ủng hộ Tất Thắng. Đấy, bữa cơm ngon ạ. Trong mấy bữa cơm trưa hôm nay thấy ngon nhất, thoải mái nhất nha. Bác nào mua những cái mặt hàng sản phẩm thì liên hệ qua số điện thoại trên màn hình. Đặc biệt là lá đắng nhé, ăn mát gan. Khỏe.